Chồng, vào đây em bảo, nhìn anh mặc cái váy này có đẹp không? Em vừa mới mua đấy. Đẹp không hả? Chán quá. Sao đây? Chắc từ mai anh phải xin nghỉ việc mất thôi. Có chuyện gì hả anh? Sao tự nhiên lại xin nghỉ việc? Nói em nghe xem nào. Tại em ấy. Sao lại tại em? Em có làm gì đâu. Từ ngày cưới em, ngày nào anh cũng đi làm muộn rồi. Bây giờ em còn mặc chiếc váy như thế này nữa. Chắc mai xin nghỉ làm luôn quá. Này, hóa ra là vì chuyện đấy à? Ừ. Thế thì anh xin nghỉ làm thật luôn đi. Anh xin nghỉ thật nhá. Anh nghỉ thì ai nuôi anh? Về đây em nuôi anh. Em nuôi được không? Nuôi được. Thật không? Này, nếu mà sợ đi làm muộn ấy thì xuống dưới đất mà ngủ. Được. Không thèm. Nghỉ làm luôn. Con chào bố mẹ. Xuống ăn sáng con. Con mệt lắm, không ăn đâu. Sao lại không ăn? Anh đã uống rượu suốt đêm qua rồi, giờ phải ăn một tí vào mới đảm bảo sức khỏe chứ. Ngồi xuống đi. Ăn hết bát này, rồi uống hết cốc sữa. Lúc ấy muốn đi đâu thì đi. Tòa họ hẹn mấy giờ? 9 giờ ạ. Cái Diệp nó lo quá vừa gọi điện cho mẹ đấy. Hai đứa xem thế nào cũng phải tính chuyện dần đi là vừa. Nó đã có bầu hơn một tháng rồi. Tùy mẹ. Mẹ thích là được mà. Cô ta tự bẫy con thì tự đi mà chịu. Nếu mẹ muốn nhận cháu, cứ đến mà nhận thôi. Sao đến giờ này anh vẫn không lớn lên được nhỉ? 30 tuổi, ly dị vợ, rồi làm cho một đứa con gái khác có bầu. Bây giờ lại dở cái giọng ngang ngược vô trách nhiệm. Con thực sự không hề có hứng trong chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều do mẹ sắp đặt. Sau này, cô ta có về cái căn nhà này cũng là do mẹ mời thôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tốt nhất đừng có đổ ở đầu con. Em cũng không biết nữa. Người ta có cho ai vào đâu. Lâu phết rồi ạ. Vân. Vân. À đây rồi. Tối về em kể cho nhá. Em không sao chứ? Anh đừng có hỏi cô ngớ ngẩn như thế có được không? Sau này dù chia tay rồi, chúng ta vẫn sẽ là bạn. Có gì cần giúp ấy, cứ gọi điện thoại cho anh nhá. Cơ hội đó chắc tôi không có được. Còn lý do thì anh thừa hiểu. Cảm ơn lòng tốt của anh. Xong chưa? Xong rồi. Về thôi. Chúc mừng anh.
Xem ra anh vẫn còn lưu luyến cô ta. Cô đến đây làm gì? Mẹ bảo em đến xem anh thế nào. Bây giờ anh đã là người đàn ông chưa có gia đình, sao phải ngại? Mẹ bảo em đến đón anh. Mẹ đang ở nhà chờ cơm hai đứa đấy. Cô thích ý, cô về mà ăn. Tôi còn phải đi làm. Anh, anh nghĩ em là người đàn bà dễ dãi. Để anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Thế bây giờ cô muốn thế nào? Muốn cưới tôi à? Em sẽ coi như đấy là lời cầu hôn. Em đồng ý. Anh hay. Dạ. Anh. Ngon quá em ạ. Dạ thế ạ. Này, chị thấy em đen đi, nhưng mà trộm vía trông rắn giỏi, khỏe mạnh hơn á. Ôi dồi ôi, vào để em đi suốt chị ạ. À, Vân. Sao? Ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đây à? Không, em đang nghĩ là không hiểu là có dịp gì đặc biệt mà khiến anh quay trở về đây đột ngột như thế này thôi. Ồ, cứ phải có dịp đặc biệt thì mới được về thăm những người thân thiết à? Này, ngồi xuống ăn kẹo đi, quà Đà Nẵng đấy. Cái này mà uống với nước chè nhá, chuẩn luôn. Không khí Đà Nẵng có vẻ là hợp với anh đấy. Em thấy anh béo ra. Ồ thế à? Hai uống nước đi. Vâng, em xin. Hai đứa lâu ngày không gặp, ngồi hàn huyên với nhau đi. Chị xuống làm cốc cà phê. Đấy, tí quên. Ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, họ tổ chức hội thảo, có thư mời gửi sếp ạ. À, chị này. Quách nhờ, bây giờ sếp rồi đấy. Chị Nhu, chị cứ trêu em đấy. Công việc của anh ở trong đấy có tốt không? Sau lần trước anh gọi điện ra, em không nói gì. Nói gì ạ? À, việc em được cất nhắc lên trưởng phòng á. Chị Nhu, chị kể hết với anh rồi. Đợt này anh ra là dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Thế à? Chúc mừng anh. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu lấy vợ rồi đấy. Anh cũng chả muốn đâu, nhưng mà các cụ giục nhiều quá. Anh Long, anh đừng nói như thế. Em nghĩ là bây giờ anh phải làm như thế nào để khiến cho cô gái đó được hạnh phúc. Thế là em với anh không có duyên với nhau. Chúng mình cũng đừng nên cố gắng. Dù em có ly hôn hay là không, thì trước sau gì anh cũng sẽ vẫn phải đến với cô gái đó. Bởi vì số phận đã sắp đặt để hai người được ở cạnh nhau. Nếu như anh cứ nghĩ đến em thì sẽ chỉ làm cho cả ba người cùng khổ. Mà em thì em không muốn phải chịu thêm một sự bất hạnh nào nữa. Dù sao thì em cũng chúc mừng anh. Cảm ơn em. Ừ, ở đây không khí mát mẻ, thoải mái, dễ chịu lắm. Đầu óc tao bây giờ trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cả. Mẹ tao nói đúng đấy, nên đi du lịch thật nhiều, như thế thì đầu óc mới cảm thấy thư thái hơn. Số tao cũng may, tự nhiên lại có cuộc hội thảo chứ. Được rồi, tiền tiết kiệm được, mẹ nuôi sẽ mua thật nhiều quà cho em bé Đậu Phộng nhá. Sau này em bé lớn, mẹ nuôi sẽ đem bé đi chơi thật nhiều, được chưa? Ừ, mày đi làm đi. Tao cũng phải đi loanh quanh xem có cái gì thú vị không. Thế nhá. Chào ngày mới.
có sao không? Em ơi, cho 3 ly nữa đi. Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, cảm ơn anh. Cô gì ơi, dừng lại đã. Này, tôi mới mua được đôi giày, cô đi thử xem có vừa không. Cảm ơn anh, tôi không nhận giày của anh được đâu. Nếu như mà anh biết chỗ nào sửa giày, anh chỉ cho tôi với. Tôi sẽ chỉ cho cô, nhưng không phải lúc này. Cô không thể để chân đất như vậy được, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Anh ơi, thực sự là tôi không nhận giày của anh được đâu. Tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ anh ạ. Cô cứ đi thử đi xem có vừa không đã. Chứ cô không thể để chân đất như vậy. Thời tiết này rất nguy hiểm đấy. Nhưng... cô cứ thử đi. Nào, tôi nghĩ là sẽ vừa với chân cô đấy. Thấy không? Vừa in, tôi đoán không sai mà. Chắc là đôi giày này anh mua tặng cho bạn gái. Bây giờ tôi đi rồi, thì cô ấy tính sao? Không sao, tôi sẽ mua đôi khác. Cô cứ giữ lấy mà dùng, chắc mới lên cô còn phải đi nhiều đấy. Sao cái gì anh cũng đoán được thế? Cũng dễ thôi mà. Những người quen với vùng núi thì họ sẽ không đi giày cao gót thế kia, đúng không? Chắc là tôi phải làm phiền anh thật rồi. Hay là anh ở đâu, tối tôi mang tiền qua gửi anh. Chân cô có vẻ đau đấy. Để tôi đưa về khách sạn nhé. Thật lòng thì tôi muốn tặng cô đôi giày này, nhưng nếu cô vẫn nhất định muốn trả tiền thì 7:30 tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối và thảo luận về vấn đề này. Vâng, thôi thế cũng được ạ. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Đấy là số điện thoại của tôi. Vâng. Tôi tên Sơn, cô lưu vào nhé. Hẹn gặp lại cô tối nay. Cô là... Vân ạ. Minh Vân. Minh Vân. Một vầng mây sáng. Tên cô rất đẹp. Cảm ơn anh. Anh ơi, thực sự là tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đôi giày này vừa mà đi êm lắm. Anh yên tâm đi, tối nay tôi sẽ tới gặp anh để trả tiền. Vân đừng lo, cứ đi chơi thoải mái đi. Đừng vì một đôi giày mà ảnh hưởng đến cả hành trình. Nào ông, giúp tôi một tay nào. Ông ơi, ông gọi điện cho con xem nó đang làm gì. Liệu có vui vẻ không? Bà thích thì đi mà gọi. Mẹ con tôi tâm sự với nhau suốt ngày. Bây giờ thấy bố gọi, được quan tâm, nó thích hơn chứ. Kìa ông,
khỏi đi. Tôi gọi nó lại nghĩ tôi mắng mỏ gì đấy. Bố đây. Bố mày vẫn bình thường. Con đang làm gì đấy? Con vui vẻ như thế bố mẹ cũng an tâm. Con bé Nhật vẫn chạy qua chạy lại đây luôn. Đang cho nhau ăn ở trong phòng cái kìa. Chỉ chờ chị cả về để bàn việc đám cưới thôi. Thế con đi ăn đi nhá. Này ông, ông thấy giọng của con thế nào? Có vui vẻ không? Tôi sợ rằng hay là nó vẫn cứ rầu rĩ. Nhưng vì thế bố gọi điện cố làm ra vẻ rằng mình vui lắm. Con cái thì làm sao mà giấu được bố mẹ. Cầu mong sao nó vượt qua được cú sốc này. Tôi xin bác cơ. Ủa? Vân. Cảm ơn anh như thế nào. Nếu như không có đôi giày của anh, chắc hôm nay tôi phải ngồi lì trong khách sạn rồi. Phải đi du lịch à? Không, một cuộc hội thảo. Nhưng mà sáng mai mới phải tham gia. Hôm nay mọi người được tự do đi tham quan. Tôi đi chơi được nhiều nơi ghê rồi đấy. Tối về Vân chịu khó ngâm chân với nước ấm và thêm một chút muối cho đỡ đau. Thật ra trước đây tôi ít đi nên tôi cảm thấy là mình đã bỏ phí nhiều thứ quá. Tôi nghĩ rằng sau này tôi sẽ đi du lịch nhiều hơn. Nên như vậy. Làm việc căng thẳng thì cũng nên thỉnh thoảng xả hơi một chút. Giống như tôi ấy, bận rộn cả năm nhưng vẫn dành ra vài ngày cho gia đình. Tôi xin giới thiệu một chút. Nhà hàng này có rất nhiều món ngon. Chính vì thế tôi đã liều gọi trước một món. Hy vọng là Vân sẽ thích. Tôi dễ tính lắm, cái gì cũng ăn được. Miễn là chào phải ngon. Cho anh cái đồ anh chị. Cảm ơn em. Cái đồ chị. Vẫn thử đi, xem vị thế nào. Đồ anh đây. Cảm ơn em. Cho anh chị ngon miệng. Cảm ơn. Tôi có điều này muốn tâm sự thật với anh. Thật ra mỗi lần ăn no thì tôi thường hay lú lẫn. Vì thế tôi xin trả tiền cho anh luôn. Đôi giày định tặng bạn gái đã bị tôi sử dụng mất rồi. Liệu bạn gái có trách anh không? Đôi giày đó là của chị gái tôi. Lần này mẹ và chị gái tôi về thăm tôi, tranh thủ đi chơi vài ngày. Hôm qua là sinh nhật của chị ấy, nhưng hôm nay tôi mới lên để đón họ về được. Tôi cũng đã nói sẽ tặng chị món quà khác. Thật ra thì chị ấy chỉ cần tôi cùng có mặt trong chuyến đi này thôi. Tôi xin được gửi lại anh tiền. Anh mua một món quà gì đó để tặng cho chị ấy nhé. Cô biết giá trị của đôi giày này à? Không. Tôi chỉ nhìn giày và đoán giá thôi. Tôi cũng không biết là số tiền này có đủ không nữa. Tôi có một điều muốn hỏi anh. Đấy là vì sao anh lại có thể dễ dàng tặng quà cho một người lạ đến vậy? Thật ra thì không hẳn như vậy đâu. Ý anh là sao? Ý tôi là chúng ta hãy dùng bữa đi. Tức ăn nguội hết cả rồi.
anh nói tôi cũng thấy hơi đói. Nhưng mà trước khi ăn thì tôi muốn anh đồng ý với tôi một việc. Đó là hôm nay anh đã giúp tôi rồi. Vậy bữa ăn này cho phép tôi mời anh nhé. Vấn đề này khá phức tạp, không thể trả lời ngay được. Tôi nghĩ chúng ta vừa ăn vừa thảo luận về vấn đề này để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Mời Vân. Cảm ơn anh. Anh chu đáo thật đấy. Được, tôi đồng ý. Mời anh. Anh ăn đi. Cảm ơn anh. Hóa ra Vân là nhà báo à? Nói như thế thì oách quá. Ngoài biên tập cho tờ tạp chí chính thì Vân cũng viết bài cho một số tờ báo khác với tư cách là cộng tác viên thôi. Như vậy chân trong chân ngoài cũng có vẻ thú vị đấy. Chắc thu nhập cao lắm. Tôi nói vui thôi. Làm gì thì làm, cũng đừng để bị quấn theo công việc. Thỉnh thoảng nên đưa chồng đi du lịch. Tôi ly hôn rồi. Tôi xin lỗi. Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Tự nhiên nói ra điều này làm cuộc nói chuyện của chúng ta mất vui. Cả hai chúng ta cùng đã xin lỗi nhau, như vậy coi như hòa. Về thành phố nhất định tôi phải mời anh ăn một bữa để bù lại bữa ngày hôm nay nhé. Thật nhá. Về tới nơi tôi sẽ gọi ngay cho Vân, đồng ý không? Chúng ta đều có số của nhau rồi, Vân cũng sẽ chủ động gọi cho anh. Tôi rất mong chờ cuộc gọi này đấy. Gần về tới khách sạn rồi, anh mặc áo vào đi. Cảm ơn anh. Vân. Anh ngủ ngon nhé. Hẹn sớm gặp lại Vân. Vâng. Đang ở đâu đấy? Tôi đã xóa số của anh từ lâu rồi, để không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa. Tốt nhất là anh cũng nên làm như thế. Em muốn nói, muốn chửi gì anh nữa cũng được. Nhưng mà Vân ơi, anh phát hiện ra mình đã sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Anh làm gì cũng không đúng. Anh không biết phải nên làm thế nào nữa. Em bảo anh phải làm sao đây? Vân, anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm. Làm sao bây giờ?
Vân ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh là đàn ông cơ mà, anh phải sống sao cho đáng mặt Nam Nhi chứ. Anh khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì? Chuyện của tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng mà Vân ơi, tao đây. Mày vào phơi ngay. Làm gì? Tao khóa cả tháng nay rồi, có vào nữa đâu. Mày hâm à? Nói cho mày biết nhá, lão Thanh chuẩn bị lấy vợ đấy. Con bé đấy tác ảnh cưới sang tường lão Thanh. Mày bỏ là quá chuẩn rồi. Loại người ham bắt bỏ mâm có mới nấy cũ đấy. Thôi mày đừng nói nữa. Anh tao có lấy ai thì cũng kệ thôi, tao không quan tâm. Bây giờ tao chỉ muốn sống yên ổn thôi Trang ạ. Chào chị ạ. Chị ơi, trà Get The Power của chị order đây ạ. Cảm ơn nhé. Ôi! Chết, điện thoại của chị. Để em xuống nhà cho chị nha. Không, không cần đâu. Chị có cần đến gì nữa không ạ? Không, cảm ơn em. Chào chị ạ. Coi như một lần vứt bỏ quá khứ. Cố lên Vân nhá. Em thấy chiếc xe này rất phù hợp với khả năng tài chính của chị ạ. Hơn nữa vóc dáng của xe này, màu sắc hợp với cả người phụ nữ ở tầm tuổi như chị. Chị đi sẽ rất là sang trọng đấy ạ. Em mời chị xem nội thất của xe ạ. Để chị xem. Em xin phép chị một chút ạ. Dạ, mẹ ơi con đây. Vâng, đậu phộng ăn chưa mẹ? Con không về được ạ. Mẹ cứ cho cháu ăn sữa cũng được. À, ăn nha mẹ ơi. Mẹ đừng ép cháu nhá. Tự nhiên lại cai sữa con bé làm gì chứ. Mà ngày trước thằng Tùng với con Thảo ấy, tận 3 tuổi tôi mới cai cơ. Tham công tiếc việc làm cái gì để con bé nó như thế này không thương nó à? Được rồi, tôi cho nó về đây. Thế nhưng mà không biết là con bé nó có uống không mà pha sữa cho nó chứ. Nó không uống đổ đi rồi phí lắm. Chị biết thế. À này này này, chiều nay ấy, về sớm nhá. Để trông con bé cho tôi. Để tôi còn đi lễ chùa. Nhớ. Chưa nghe xong thì nó đã tắt rồi. Bà cháu mình đi về con nhá. Về bà pha sữa cho con uống. Không có con mẹ mày nó cứ gầm gào hết cả lên. Nào. Đi về nè con ạ. Bác để cháu đỡ cho ạ. Cảm ơn cô. À, này, cô mới chuyển về khu này à?
Dạ vâng ạ. Sao bác biết thế ạ? Thì tôi cứ ở dưới này suốt, cho nên ai vào ai ra là tôi biết hết mà. Ừ. Mà trông cô lạ biết ngay. Vợ chồng cháu mới về được gần tháng nay bác ạ. Thế à? Mà bác giỏi hơn cả ban quản lý tòa nhà rồi ạ. Con ơi, con yêu thế. Thế mẹ ơi, cô đã có con chưa? Cháu có rồi bác ạ. Con gái cháu cũng bằng tầm này ạ. Thế à? Vâng. Đi, thế à, bà cháu tôi đi về nhá. Dạ, cho cháu đi với ạ.